Xin mến chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn và bà con gần xa. Xin chào cả nhà. Thì hôm nay Phát Thái TV đến nhà của anh Thuận Phan. Đây là nhà riêng, nhà của bố mẹ của anh Thuận Phan. Thì mình sẽ xem khu vườn nhà của anh Thuận Phan đón xuân và những cái màu sắc của những cái gốc hoa kiển này lên một hũ những cái màu đỏ, hồng, vàng như thế nào nha. Gồm có mẫu đơn và mai vàng. Thì hôm nay mình sẽ đến mình chia sẻ cho bà con cái vườn của anh. Và hiện tại những cái gốc mẫu đơn này nó đang trong một cái đà để mà bung ra những cái sắc hoa tuyệt đẹp để bà con cùng xem, ngắm và đeo đuổi cái đam mê yêu mẫu đơn, yêu cây kiển ha. Thì như đây là một cái gốc trang đỏ lá nhỏ mà nó rực hoa như thế này nè bà con. Do làm cái clip vào buổi trưa tầm khoảng 10 giờ 11 giờ rồi nên nắng rất là nhiều. Cái clip màu nó không có sống động như mình quay lúc sáng sớm nha bà con. Nên cùng với cái niềm đam mê thì mình đã đến đây chia sẻ cho bà con. Thì những cái gốc anh sở hữu toàn là khủng không bà con ơi. Thì một cái gốc bông trang đỏ lá nhỏ mà cái hoành thân nó to như thế này thì cũng hơi hiếm, mà một cốt như vậy cũng hơi hiếm nha bà con. Hoành ở dưới này tầm khoảng 40 nha bà con. Đây, gốc rất là dữ luôn. Hiện tại anh trồng trên một cái mô như vậy, thoát thân lên khoảng 5 tấc thì nó chia ra 4 thân tứ quý nha bà con. Đó. Đây, hoa hiện tại nó lên trên cây này thì tầm khoảng 5 ngày nữa nó sẽ rực rỡ hoa hết. Những ai yêu dòng lá nhỏ này thì sẽ vô cùng là tuyệt vời để ngắm một cái dòng bông trang đỏ lá nhỏ mà nó rực rỡ hoa như thế này. Tàn ngang tầm khoảng 3 mét, chiều cao cũng tầm khoảng 3 mét nha bà con. Và hiện tại hoa nó lên đó, đỏ rực cả một cái bầu trời hết. Đây, mình chia sẻ cho bà con cùng xem những cái loài hoa đang tỏa sắc, một cái sắc hoa rất là tuyệt vời. Gốc một cốt mà nhìn rất là đẹp nha bà con. Thì xa xa ở trong đó là một cái gốc hồng phấn lá trung, hoa nó nở nè, phải nói là tuyệt phẩm luôn. Thì mình sẽ đi vào mình chia sẻ cho bà con xem cái gốc, những cái gốc hoa của anh nở. Đây, mình sẽ đi lên gào, mình sẽ quay. Đây nào con. Đó, hoa nó nở nè. Thì cái màu này nó hồng phấn lá trung này thì nó na ná như cái thằng tím sen Vĩnh Châu vậy á, cái cánh hoa và cái độ hoa. Nhưng mà nó nhạt hơn nha bà con. Đó. Còn cái khu cái bên này là thằng đỏ. Đỏ lá nhỏ mà hoa nó lên nè. Kẹo hoa hết trơn bà con ơi, phải nói là tuyệt vời luôn. Đây đó, thì có dịp mình chia sẻ cho bà con những cái gốc mẫu đơn mai vàng đang nở rực thắm cái khu vườn của anh. Đây, do cái cây này cao quá nên mình không có lên mình quay cái đỉnh ở trên nha bà con, mình chỉ chia sẻ như vậy thôi. Mình ra xa mình chia sẻ cái tàn nó tròn do như là chữ O luôn. Rồi đây là một cái gốc trang đỏ lá nhỏ mà một cốt tuyệt vời, thành phẩm nha bà con. Rồi tiếp theo, cây hồng phấn đang kẹo hoa hết trơn. Phải nói hồng phấn nó lên nó nở một cái màu thì khỏi chê đâu được bà con ơi. Đây hoa nó lên một cái màu hồng hồng trắng trắng sữa, nó pha thêm một cái tí màu trắng sữa vô nữa, nhìn rất là tuyệt vời. Đó, đằng xa là cái gốc đỏ lá nhỏ mà nó chưa nở, chưa đủ sức nó chịu bà con. Nó lên một cái đó như thế đó là chỉ tầm 30%, còn lại những cái búp đó nó chưa nở hết, nó chưa bung hết. Bàn đặt kín hết, tròn vo luôn, tuyệt vời. Bên này thì phía bên này thì nó đang búp là nhiều hơn, tại vì bên kia nó đón nắng nhiều nên nó nở trước. Phải nói là hồng phấn lá trung thì mê thiệt bà con. Đây hoa đó nè,
nhìn một cái màu rất là ngọt nha. Đây, theo như mẫu đơn và bông trang thì tùy theo cái độ ánh nắng nó cũng đổi màu đó nha bà con. Nó sẽ khác cái màu, nó ảnh hưởng nắng rồi phân nữa. Đó. Gốc này thời đỉnh điểm nó tầm khoảng 3 ngày nữa thì nó sẽ là một cái lứa hoa nở rộ rất là tuyệt vời. Đây, toàn thể đỏ hồng đó. hai màu nó làm nổi trội thêm một cái không gian nhà, thêm một cái nữa là đó là đón xuân rất là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Đây cái gốc đó nè, quanh gốc này cũng tầm khoảng, tại vì nó hai thân, một thân nó liền ở dưới nhưng mà một thân to và một thân nhỏ thì nó đang ôm chéo với nhau đó. Quanh thân tầm khoảng 35 bà con. Đây rồi, tiếp theo đó là cái cây mai vàng đó. Mai vàng của anh thì phải nói là tuyệt vời luôn, ở ngoài thì bà con sẽ thấy cái mật độ hoa của nó rất là nhiều. Cây một cốt đây, hoành thân này cũng tầm khoảng 50 nha bà con, 50, thoát thân lên khoảng 6-7 tấc dìa ra. Thì hiện tại hoa mai vàng là một cái biểu tượng của xuân, mùa xuân của người Việt mình, để báo hiệu một mùa xuân về. Thì đây là một cái cây mai vàng trước ngõ nhà của anh Thuận Phan. Hôm nay mình có dịp chia sẻ cái khu vườn mai vàng mẫu đơn đang rực rỡ màu sắc. Tàn thì tự nhiên và rất là dày, rất là đặc. Những cánh hoa đang gió thổi tới và nó đang rớt. Đây. Đó, bà con thấy hoa mai vàng nở rực vàng cả một cái sân nhà. Đó, cánh hoa đang rớt. Đó, bà con thấy mật độ hoa nó thơm thì ong lại hút mật. Đó. Rồi, đây là nguyên toàn cảnh cái khu vườn của anh. Thì những ai thì thường đỏ nhung lá bóng là kêu bằng đỏ nhựa đó bà con. Thì ở miền Bắc rất là thích do cái cánh hoa và cái độ nở của hoa rất là tuyệt vời. Như những cái clip trước mình giới thiệu đó, thì cái cây này thì nó nở đỏ thắm cả nguyên một cái bầu trời chỗ này luôn. Thì như đỏ nhung thì nở cũng rất là lâu và rất là sai hoa nha bà con. Đỏ nhung, đỏ nhựa thì hoa của nó kết nè, giống như trái trâu tròn do như trái banh luôn đó bà con, nhìn rất là đẹp. Cái đó thì nó ra bông mà, nhưng mà nó có chồi luôn. Gốc này thì già rất là già, rất là tuyệt vời. Thường đỏ nhung á, nó ra hoa cái nó xỏ xuống như thế này nè, nó rủ xuống á, nên nhìn giống như là những cái trái trâu mà treo trong nhà mà thời xưa mà treo trong nhà mà nó xỏ xuống rồi con. Đây thì cô chú, cô bác, anh chị, cả nhà, nếu như đam mê hoa kiển thì mua, nếu như mua giống thì mình đây là những cái mặt hoa cây của anh Thuận. Thì nếu như cô bác anh chị nào mà đam mê yêu thích thì có thể liên hệ ở chỗ anh. Thì nói chung là anh cung cấp giống vàng son, mỹ đỏ, những cái giống đang hot. Thì đây là cây vàng Pháp, cái bụi vàng Pháp. Thường ở vàng Pháp thì hoa nó to nhưng mà cái búp khi mà nó nở ra cái cánh nó rất là to nha bà con. Vàng Pháp, Pháp vàng đây. Thì dòng Pháp này nó có hai màu, Pháp cam và Pháp vàng đây. Thì nó lai nó đột biến ra thì còn những cái màu khác thì mình không biết nha, nhưng mà mình thấy Pháp đỏ thì cũng có rồi. Đây phải nói một cái màu vàng, mỗi vẻ nó, mỗi một cái giống mẫu đơn thì mỗi một loại nó có một cái vẻ đẹp khác nhau nha bà con. Mỹ vàng thì cái màu nó cũng giống như cái thằng Pháp này. Thì Pháp này thì nó nở thì nó thường cái hoa của nó không có bằng,
thằng Mỹ vàng. Do Mỹ vàng nó nở cái bông hoa nó bà bự giống như Mỹ cam, thường to lắm. Nên Pháp này nó nở thì bà con thấy búp kẹo búp hết trơn nè. Nhưng mà cái mặt độ hoa thì nhìn nó thấy nó không có khoe như là thằng Mỹ vàng nha bà con. Đó, đây là hai bụi, là một cặp. Một cặp, nếu như mà một cặp này trồng hai bên ngõ nhà thì phải nói là tuyệt vời luôn. Một cái màu vàng nghệ rất là tươi. Này thường đóng bụi nha bà con, mẫu đơn thường đóng bụi. Nên những cái gốc này vô một cái tàn tự nhiên như vậy phải nói là tuyệt vời, khỏi chỉnh sửa. Rất đẹp. Quá xa. Màu đỏ thì nó nổi bật hết trơn. Nhất là màu đỏ. Đây. Dạ dạ. Đây. Đó. Đẹp quá bà con ơi. Tuyệt phẩm. Rồi, như mình giới thiệu thì đây là cái gốc Mỹ Hồng mà anh em về từ Trà Vinh đó. Hôm nay thì nó có búp. Thì cây này tầm khoảng 10 ngày một tuần lễ nữa bà con. Hoành thân là 45 đó bà con. Gốc này rất là khủng nha, một cốt. Cây Mỹ Hồng mà tìm như thế này thì rất là khó để sở hữu. Đây, búp nè, trong thân nó còn đâm ra luôn đó bà con. Cây này thì hiện tại đem về thì anh thần trên cái mô này rất là khỏe rồi nha. Đó. Đất lành chim đậu bà con ơi. Những cái tổ chim đang đóng trên cái cây. Thì gốc Mỹ Hồng này thì tầm khoảng một tuần lễ nữa thôi thì nó rực rỡ hoa hết. Đây, búp nè. Mỹ Hồng thần chậu mà thần mô mà nó khỏe rồi thì búp nó lên nè. Cây này tầm khoảng 10 ngày nữa thôi thì đỏ rực cả một cái khu vực chỗ này luôn. Tàn chi cành rất là đẹp nha. Đây, mình sẽ đi ra ngoài sau mình cho bà con xem. Và đây là những cái bầu Mỹ đỏ của anh đang nhân giống ra nè bà con. Nếu như bà con nào thích thì có thể liên hệ cho anh, mình sẽ để số điện thoại nha. Đây, cận cảnh Mỹ đỏ nè. Thì như thế này thì tầm khoảng vài trăm ngàn một bầu thôi. Mình không có để chính xác là bao nhiêu tiền. Thì nếu như bà con thích, yêu thích thì có thể liên hệ chỗ anh. Đó, cái cánh hoa nè bà con. Dòng này là Mỹ đỏ, không phải từ Mỹ cam nha bà con. Cái lá nó khác Mỹ cam nha. Đây nè, cái búp nó nè. Dòng này nó cũng siêu hoa lắm nhưng mà cái cánh nó tròn, nó không như Mỹ cam nha. Đây là cái bụi Mỹ cam. Đó, mình sẽ ra cái những cái gốc vàng son. Đây là cái gốc vàng ta mà một cốt mà lên như thế này nè. Hiện tại búp hoa nó nè. Đây, vàng ta nha bà con, và một cốt nè. Ở dưới này một cái bệ rất là dữ, hoành cũng tầm khoảng 40 mấy 50 nha bà con. Do nó sung quá nên chồi non nó lên như thế này thì mình không có quay cận cảnh cái gốc cho bà con xem. Đó. Đây. Gốc già mà lên nu lên xù hết rồi nha bà con. Gốc tổ bố luôn. Đây hoa của nó nè. Cây này anh đang nuôi, chưa có vô dây nha bà con. Và hiện tại búp hoa nó cũng rất là nhiều. Đây. Rồi tiếp theo đó là một cái dòng Mỹ đỏ tiếp theo. Thì anh đã chia sẻ trên Facebook đó bà con, Facebook Thuận Phan. Thì có nhiều dòng Mỹ đỏ. Đây. Nhưng mà đây là cái dòng Mỹ đỏ hiện tại cái cánh hoa của nó như thế này nè. Mình chia sẻ cho bà con. Và đây là cái lá nè. Lá nó giống như lá Mỹ Hồng vậy đó. Đây. Và hiện tại búp nè. Ảnh có nhiều dòng Mỹ đỏ nha các bà con, 3-4 dòng Mỹ đỏ lắm. Đây là Mỹ đỏ này, cái cánh thì nó khác với Mỹ đỏ kia. Mỹ đỏ kia cái cánh nó bự hơn. Cánh này thì nó nhìn nó gọn và cũng rất là đẹp nha. Đó. Đây. Rồi, tiếp theo đó là cái cây vàng son mà bà con hổng nghề đã chiêm ngưỡng ở vườn của anh Thuận Phan đó. Thì đây là vàng son nha bà con. Đây, cái chân bông đó nè. Đây, cái cánh hoa nó nở rất là to luôn. Đó nè.
Thì hiện tại cây này anh đang chiết ra rất là nhiều, và những cái mô như thế này, những cái mô mà đắp như thế này thì anh đã sẽ đợi để mà những cái bầu như thế này. Anh chia sẻ là 2 tháng rồi nha con, 2 tháng rồi nha bà con, bầu 2 tháng rồi thì có một số thì ra rễ, còn có một số vẫn chưa, do cái dòng vàng son này á, cái nhựa nó ít, thân nó quá gỗ, mau quá gỗ nên cái nhựa nó ít, nên dâm cành và chiết cành rất là khó đạt cái tỷ lệ thành công, nên cũng rất là lâu. Đây, vàng son cái búp của nó, cái cánh hoa nó nở rất là đẹp nha bà con, chân đỏ tươi luôn. Thì những cái cành chiết như thế này thì hiện tại như thế này mà nó chưa nhú rễ, chỉ có một vài bầu đang ra thôi. Đây, như trong đây là một cái bầu này nó ra rễ rồi nè. Ho, như vậy là cắt trồng xuống được rồi bà con, nhưng mà trồng phải che nắng đảm bảo nha. Thì hoa của vàng son thì bông nào cũng vậy hết, cái chân nó đỏ tươi luôn. Đây cái búp nó nè, đây là chính xác cái búp nha. Khi mà nở gần tàn nó già thì nó ra trái luôn. Thì cái lứa bông tiếp theo á, thì để mình sẽ cập nhật khi nào mà nó có bông rộ, mình sẽ quay, mình sẽ chia sẻ cái clip tiếp theo cho bà con xem. Thì vàng son này, cái hoa của nó bà con thấy đỉnh không, nó ra vàng, một cái vàng tuyệt vời luôn đó, lên búp rất là nhiều nha bà con. Để có một dịp nào khác á, mình sẽ chia sẻ. Thì trên này anh bầu rất là nhiều nha bà con đó, có những cái bầu nó ra rễ rất là mạnh rồi. Nhưng mà trong số đó là số ít thôi. Những cái bầu này đang trong đà, đang trong đà ra 2 tháng rồi, 2 tháng rồi. Đây là cái cây con của cây tổ này. Cây này là cây bự, cây này là cây, cây này cây bên kia là bố mẹ, cây này là cây tổ, cây vàng son tổ. Và như mình chia sẻ thì cái bầu này nó ra rễ mạnh nè bà con. Rễ rất là đâm, rất là tuyệt vời nha. Đó, chiếc cành đây, cái hoa của nó nè. Thì mình hôm nay mình chia sẻ cái dòng cây của anh ở trong vườn, vàng son, kèm theo đó là những cái dòng khác, hồng phấn lá chung, trang đỏ lá nhỏ. Thì đây là cái dòng vàng son. Và những cái bầu này thì bà con có thể liên hệ ở chỗ anh, coi thử coi anh có chia sẻ cho bà con cái giống này để về trồng hay không. Còn đối với bầu chiết, nhánh chiết thì anh có thể giao lưu nha bà con, nhánh dâm cành á. Thì đây là cái khu dâm cành của anh, phải hiện tại chỉ có một số ít còn lại đó, đang như thế này. Thì khi nào cây khỏe rồi anh sẽ cung cấp cho bà con. Và đây là một cái nhánh chiết mà nó đã ra rễ rồi mà hiện tại nó có hoa nè, anh đang đi dâm ra bầu nha. Là những cái nhánh mà nó đã ra rễ đó thôi. Từ cắt từ cái những cái nhánh của cây này đó, bầu rất là nhiều. Nếu như mà sau này mà những cái mô này mà đặt xuống hết những cái gốc vàng son nó nở rộ thì khỏi phải chê đâu bà con ơi. Đây mình sẽ chia sẻ một cái búp của nó nè, cái búp của nó nè đó, cái búp của nó nở vậy, nó búp ra cái màu vậy đó bà con. Đây là vàng son đó, cái hoa của nó, cái cánh của nó nở rất là nhẹ, rất là đẹp, tuyệt vời luôn. Đây cái chân của nó phải nói là nó đỏ, đỏ thắm luôn. Và cái lá nó thì nó dãnh giống như thằng tím sen Vĩnh Châu vậy bà con. Đây, dãnh lên như chiếc thuyền vậy. Đó, mình bẻ nó vẫn trở lại như cũ nha. Đây, đây là cái những cái cánh hoa ở trên nó nở kìa, nhìn rất là đẹp luôn. Đây, vàng son. Rồi thì cái clip chia sẻ về cái vườn của anh Thuận Phan đón xuân năm 2021 Tân Sửu thì kết thúc. Và thay mặt cho những người yêu thích và đam mê giống vàng son, sẽ chia sẻ cho bà con. Rồi Pháp Thái cũng luôn làm những cái clip tiếp theo để cùng đồng hành với bà con với một cái niềm yêu đam mê hoa kiển mẫu đơn. Kính chúc cho bà con, những người yêu mẫu đơn, cả nhà có một cái năm mới dồi dào sức khỏe, tràn đầy thành công may mắn, và sẽ thật nhiều thành công trong năm 2021 này. Mình sẽ kết thúc clip tại đây, chia sẻ với bà con. Hẹn gặp lại vào một cái clip tiếp theo nha bà con.